Cô Hệ xin chào tất cả các con nhé, đang theo dõi chương trình Kể chuyện cho bé của cô Hệ diễn ra ở trên kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ. Các con thân mến, ngày hôm nay thì cô Hệ đang cầm ở trên tay một cuốn sách rất là dễ thương dành cho những bé yêu. Câu chuyện mà cô Hệ sẽ đọc cho các con ngày hôm nay ở trong cuốn sách 365 ngày kể chuyện cho bé trước khi đi ngủ. Và hôm nay thì cô Hệ sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện về chú thỏ mang tên là Ali. Câu chuyện đầu tiên mang tên đó là chiếc xe mới của thỏ Ali. Thỏ Ali đeo kính râm, vừa lái xe vừa huýt sáo. Chiếc xe như một trận gió xuân lớn, thổi tung cả váy của một em chuột nhỏ. Thổi bay cả chiếc mũ của bác ngựa vằn và thổi luôn cả nhà của chị Mire nữa. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ phía sau bác ngựa vằn hét lớn, nhưng lúc này Ali đã đi xa mất rồi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đường cua rộng. Ali không kịp bẻ lái, thế là râm một cái. Chiếc xe đâm vào gốc cây, Ali bị văng ra ngoài. Chuẩn bị hôn lên đường, đến nơi rồi. Ali chợt mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường. May quá, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Câu chuyện thứ hai, Bill nhỏ hái chuối. Khe khe khe. Khe khe khe, Bill nhỏ bám vào cành cây, leo hết cây này đến cây khác trong khu rừng, vừa nhảy vừa hát. Mẹ gọi em đến, mẹ bảo em đi hái chuối, trái chuối với ngô, em sẽ ăn món này và món này là món em yêu thích nhất. Phốc một cái, Bill nhỏ đã leo lên một cây chuối. Mẹ bảo mình hái mấy quả nhỉ? À, 4 quả. Một này, hai này, ba này, một hai ba. Bill cứ thế hái đến khi cả buồng chuối chẳng còn quả nào, cậu mới chịu dừng tay lại. Về đến nhà, mẹ của Bill kêu lên: "Ôi trời ơi, ở đây có tới 4 trái chuối lận!" Bill nhỏ ấm ức nói: "Nhưng con mới học đếm đến 3 mà." Câu chuyện thứ ba, chuyên gia đặt câu hỏi nhí Steve. Sau khi bé gà Siêu ra đời, khu rừng lại có thêm một chuyên gia đặt câu hỏi nhí. Suốt cả ngày từ sáng đến tối, Siêu đều bám theo mẹ và không ngừng hỏi: "Sao lại có mặt trăng và mặt trời hả mẹ? Sao lại có màu xanh? Sao lại là gà con và không phải là vịt con?" Lúc đầu, gà mẹ còn nhẫn nại trả lời các câu hỏi của Siêu. Nhưng vì một lúc sau bà thấy điên hết cả lên và thật phiền phức. "Sao con cứ hỏi hoài vậy? Tại sao vậy?" Siêu ngẫm nghĩ một hồi rồi ra vẻ nghiêm túc nói: "Đúng rồi mẹ ơi, vì sao con suốt ngày hỏi tại sao vậy?" Gà mẹ mếu máo, giờ khóc giờ cười. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện dọn phòng. Sáng nay, heo ngốc dậy thật sớm. Cậu muốn tự tay dọn dẹp phòng của mình. Đầu tiên, cậu sắp xếp lại các đồ đạc, sau đó cầm chổi lên quét sạch mọi ngóc ngách của căn phòng. Công việc này thật là mất sức, nhưng heo ngốc không sợ vất vả. Cậu nghĩ chỉ cần mình lau nhà một lần nữa là coi như đã dọn xong phòng rồi. Bây giờ thì đi lau nhà thôi. Cậu đem đổ cả chậu nước lên sàn nhà, sau đó chạy đi tìm chổi. Các bạn thử đoán xem lúc này chuyện gì sẽ xảy ra nào? Ha ha, vì nước đổ đầy ra sàn nhà, heo ngốc lại vội vàng. Lúc đó chuẩn bị lau nhà thì bị trượt chân. Thế là cậu ngã oạch một cái, y như là đang trượt băng vậy, tốc độ còn rất là nhanh nữa đấy. Câu chuyện thứ năm, người cha vất vả. Mình là một chú hải mã nhỏ. Buổi tối cha thường kể chuyện cho anh em mình. Nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Trong những câu chuyện ấy, chúng mình được biết có cô chuột túi trong đất liền cũng có một cái túi ở phía trước giống hệt cha của mình. Nhưng mình nghĩ chắc túi của cô ấy không lớn bằng của cha mình đâu. Bởi vì chiếc túi ấy chỉ đựng được một em bé chuột túi nhỏ xíu. Trong khi chiếc túi của cha mình có thể chứa được đến mấy trăm anh chị em chúng mình. Cha thật sự yêu chúng mình cho đến khi chúng mình có thể tự chăm sóc được bản thân.
cha mới yên tâm để chúng mình tự sống độc lập. Chúng mình rất là nghe lời cha, khi cha mệt chúng mình sẽ ngoan ngoãn im lặng. Cha đã vất vả suốt ngày rồi, chúng mình phải để cha được nghỉ ngơi cho thật khỏe mới được. Các con thân mến, đố các con biết, trong loài chuột túi á, thì một cái túi của con chuột túi người ta gọi là chuột kangaroo á, thì ở trước cái túi đấy là sẽ chứa được khoảng bao nhiêu con chuột túi nhỉ? Và trong câu chuyện này thì cô Hẹ cũng đang kể cho các con nghe về chú hải mã nhỏ đó. Và chú hải mã thì ở đây gọi là chú cá ngựa, các con có thể gọi là chú cá ngựa cũng được. Thì trước bụng của chú ấy cũng có một cái túi, và chiếc túi đấy có thể chứa được tới rất là nhiều chú hải mã nhỏ nữa. Và đương nhiên rồi, chuột túi thì sẽ có một cái túi nhỏ ở đằng trước, và thường thì chú ấy chỉ đựng một con kangaroo thôi, đúng không các con? Và riêng chú hải mã thì đựng tới rất là nhiều trăm con hải mã nhỏ xíu ở bên trong nữa. Và hàng ngày thì chú ấy đã liên tục là bồng bế và ẵm các con của bạn ấy ở trong bụng của mình. Đến khi nào mà các con sống tự lập được thì lúc đó chú hải mã mới buông bỏ ra. Vậy nên không phải chỉ có những chú chuột túi đâu, mà có rất là nhiều những chú hải mã cũng vẫn đang mang theo rất là nhiều em bé nhỏ ở trong bụng của chính mình đấy. Bây giờ cô Hẹ sẽ kể tiếp cho các con câu chuyện thứ sáu nhé. Câu chuyện là Ba Lê Trên Băng. Mùa đông thật lạnh quá, cả mặt hồ rộng lớn đều đóng băng. Lễ hội biểu diễn bơi lội của các chị vịt đành phải hủy bỏ. Vịt nhỏ Van cảm thấy rất buồn, nằm dài ủ rũ ở trên mặt băng. Van! Có tiếng của khỉ nhỏ từ phía sau vọng lại. Van muốn quay đầu nhìn lại nhưng không ngờ bị mất đà. Thế là cả người cô trượt dài trên băng hết vòng này đến vòng khác. Wow, đẹp quá! Van, khả năng trượt băng của chị tài quá đi! Khỉ con phấn khích hét lên. Các con vật xung quanh đó thấy vậy cũng đều chạy lại gần, khen ngợi màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Van. Thật ra chẳng ai biết rằng Van vốn đâu có biểu diễn. Cô bị quay mấy vòng liền, mắt hoa hết cả lên, muốn dừng lại nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Câu chuyện thứ bảy, mình lớn rồi. Mình là chuột túi nhỏ Jenny, mỗi ngày đều sống trong túi của mẹ, được mẹ yêu thương bao bọc hết mực, mình cảm thấy thật là hạnh phúc. Hôm nay mẹ đưa mình đi chợ mua đồ, hai mẹ con mua được rất nhiều đồ nhé. Mẹ xách hai túi to, mình ngồi trong lòng mẹ xách hai túi nhỏ, nhưng vẫn còn đến hai túi nữa, chẳng biết làm thế nào để mang về nhà. Thế là mình bèn nhảy ra ngoài, nhét hai cái túi ấy vào trong lòng của mẹ, sau đó tung tăng cùng mẹ về nhà. Mẹ nhẹ nhàng nói, Jenny của mẹ đã lớn rồi, đã biết nghĩ cho mẹ rồi đấy. Nghe mẹ nói vậy, mình thật sự rất vui. Câu chuyện thứ 8, mèo con câu cá. Kỳ nghỉ đông đã đến rồi, khỏi lo phải vùi đầu vào bài vở hay suy nghĩ điều gì đó. Thật là hạnh phúc biết bao, hôm nay mèo con sắt cần câu, vừa đi, vừa nhún nhảy, vừa hát, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông. Ha ha, mình sẽ câu mấy con cá thật to, tối nay là có món cá hấp ngon lành rồi. Mèo con tìm một chỗ ngồi xuống, lôi đồ nghề ra câu cá. Nhưng đã cả giờ đồng hồ rồi mà cần câu vẫn chẳng hề động đậy. Sao thế nhỉ? Mèo con thầm nghĩ. Em đã cho mồi vào lưỡi câu chưa? Chị vịt đi ngang qua thấy vậy nhắc nhở. Mèo con vỗ trán. Ôi đúng rồi, mình vẫn chưa cho mồi vào lưỡi câu nữa. Thì ra cho dù không phải đến lớp thì vẫn có vấn đề phải suy nghĩ các bạn nhỉ. Câu chuyện tiếp theo, một quả trứng thối. Tách tách, tách tách, vài tiếng, cuối cùng một chú vịt nhỏ đã chào đời. Chúc mừng chị, lão chuột già chiêu sưu tầm mọi thứ bò ra chúc mừng vịt trắng. Ôi, vịt trắng nhìn quả trứng bé nhỏ, trắng bóc, trước mặt không thấy chú vịt con nào chui ra cả, liền thở dài một cái. Chị tặng tôi quả trứng này được không? Nó quả là một vật tốt để sưu tầm.
chị về trắng xua xua đôi cánh. Anh cầm lấy đi, nhưng không được làm vỡ nó nhé. Nếu không, cả cái nhà tranh này sẽ thối lên mất đấy. Lão chuột già cẩn thận vần chiến lợi phẩm về nhà, vừa nhét được vào ngăn tủ thì bị trượt tay. Bồ! Một cái, thế là quả trứng thối đã bị vỡ rồi. Ôi ôi, thối chết mất, thối chết mất, không thể chịu được nữa. Tất cả các con vật khác của khu nhà tranh đều cùng nhau kêu lên và oán trách. Câu chuyện thứ 10, cú mèo Asu. Chú cú mèo Asu là một loại sống về đêm. Mỗi ngày khi mặt trời đã xuống núi rồi chú mới bắt đầu làm việc. Nhưng lúc này mọi con vật khác đều đang say ngủ. Trong khu rừng sâu tối đen như mực, chẳng có ai cùng chơi với chú mèo, thật là chán quá đi. Từ bây giờ mình cũng sẽ sống như các bạn khác. Ban ngày thì hoạt động, buổi tối thì đi ngủ, Asu quyết định. Lúc này Asu nằm lên giường nhưng cả người cứ như chiếc bánh tráng, hết lăn qua rồi lại lăn lại, vẫn không thể tài nào ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau khi các bạn đều đã thức dậy, Asu mệt đến mức chẳng thể nào mở mắt nổi. Khi đang chơi với các bạn, Asu vừa chơi vừa ngủ gật lúc nào chẳng hay, còn ngáy nữa chứ. Câu chuyện thứ 11, chiếc tivi. Thỏ nhỏ Kết bị ốm rồi, không thể đi lâu được. Sóc nhỏ Ly nghĩ ra một ý kiến rất hay, làm một chiếc tivi tặng cho cậu ấy để cậu ấy đỡ buồn chán. Ly làm một chiếc khung gỗ rồi lại kiếm một tấm kính nhét vào, sau cùng dùng sơn quét lên. Ly mang tivi đến tặng cho nhà Kết. Kết mở tivi lên nhưng chẳng thấy tiết mục gì. Lúc này Ly chạy đến đứng trong chiếc tivi gỗ biểu diễn tiết mục. Kết nhìn thấy vậy không kìm lòng được bèn nói: "Ly, cậu thành diễn viên trên tivi rồi đấy." Kết càng xem càng thấy thích thú, sau cùng cậu nhảy cả xuống giường để múa hát cùng với Ly. Cả hai vừa hát và cười rất là vui vẻ. Và câu chuyện tiếp theo cô hệ kể cho các con nghe đó là lễ hội hóa trang. Buổi tối ngày đầu năm mới, các con vật tổ chức một lễ hội hóa trang. Sóc nhỏ đeo vương miện và trở thành một hoàng tử cao quý. Sư tử đeo mặt nạ biến thành hiệp sĩ đeo mặt nạ rất là oai phong. Khỉ nhỏ mang vòng kim cô, tay cầm gậy như ý. À, ta là Tôn Ngộ Không. Nhưng mọi người đều cảm thấy khỉ mặt xanh hóa trang giỏi nhất. Cái mũi đỏ au, mặt xanh xanh, y hệt như các dũng sĩ thời xưa. Khỉ mặt xanh, cậu hóa trang giỏi thật đấy. Sóc nhỏ lên tiếng khen ngợi. Đây là nét đẹp tự nhiên đấy, còn không bị hại da nữa. Khỉ mặt xanh đắc ý nói. Thật ra vốn dĩ cậu ấy đã như vậy, chẳng cần phải hóa trang gì nữa. Các con thân mến, như vậy ngày hôm nay cô Hệ đã kể cho các con nghe tổng hợp là 12 câu chuyện nhỏ đáng yêu và dễ thương rồi đấy. Và cô Hệ tin chắc rằng khi các con nghe được những câu chuyện này thì các con cũng đang dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô Hệ chúc cho tất cả những con yêu, những em bé đang nghe chương trình kể chuyện cho bé của cô Hệ sẽ luôn luôn là những em bé luôn ở hạnh phúc, luôn bình an và những câu chuyện sẽ luôn tươi tắn vào tâm hồn của các con nhé. Những em bé nào vẫn còn thức thì các con đừng quên hãy để tay lên trái tim của mình và cùng cô Hệ thực hiện quy trình về lòng biết ơn để thể hiện và biết ơn cuộc sống các con nhé. Hãy để tay lên ngực của mình nào. Hít một hơi thở sâu vào nhé và sau đó thì các con hãy từ từ thở ra nhẹ nhàng và hãy đưa sự cảm nhận vào cơ thể của chính mình và thực hiện lòng biết ơn. Ngày hôm nay con vô cùng biết ơn một ngày nữa để con được sống và trải nghiệm bản thân mình. Con yêu cơ thể mạnh khỏe này, con yêu đôi mắt, yêu đôi tai, yêu cái miệng, yêu cái mũi, làn da, mái tóc, yêu toàn bộ cơ quan nội tạng của con. Con biết ơn bộ phận trong cơ thể của chính mình. Đôi tay, đôi bàn chân đã giúp con cầm nắm, đi lại và chạy nhảy được ở trong cuộc sống. Con biết ơn trái tim này, mỗi ngày 6.700 nhịp đập đã không một ngày nào ngưng nghỉ để 6.700 nhịp đập ấy luôn liên tục giúp con duy trì được sự sống. Con yêu và trân trọng cơ thể mình,
con yêu và trân trọng cơ thể của mọi người. Con gửi lời biết ơn đến cha mẹ, người đã cho con được đến với thế giới này. Con trân trọng và biết ơn vì ba mẹ đã luôn yêu thương ở bên cạnh con, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ cho con đến ngày hôm nay. Con cũng gửi lời biết ơn ông bà đã luôn yêu thương và dạy dỗ con. Con biết ơn anh chị em đã luôn làm bạn cùng con trong thời gian vừa qua. Con cũng gửi lời biết ơn đặc biệt đến các thầy cô, những người đã dạy dỗ và yêu thương con ở trên lớp, đã dạy cho con rất là nhiều những bài học quý giá. Con gửi lời biết ơn đến tất cả những người bạn đã cùng chơi với con ở trên lớp cũng như ở nhà. Con gửi lời biết ơn đến đất mẹ, đến mẹ thiên nhiên, đến vũ trụ này, đến biển cả mênh mông, đến ánh mặt trời, ánh mặt trăng, biết ơn các vì sao lung linh vào mỗi đêm, biết ơn không khí này đã cho con có oxy để thở. Con biết ơn toàn bộ tất cả muôn người và muôn loài. Con cũng vô cùng biết ơn chương trình kể chuyện cho bé của mẹ Hệ diễn ra ở trên kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ vào mỗi buổi tối để con có thể được nghe những câu chuyện thật hay và ý nghĩa. Con biết ơn tất cả những tác giả đã viết ra những câu chuyện hay để con có thể có được những câu chuyện thật thú vị để nghe và đọc. Biết ơn tác giả, biết ơn những người viết sách, biết ơn cả nhà xuất bản đã giúp đỡ để tất cả chúng con được mở rộng kiến thức hơn. Biết ơn và biết ơn. Các con thân mến, và chương trình kể chuyện cho bé của cô Hẹ đến hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Và cô Hẹ xin chúc cho tất cả các con sẽ có một giấc ngủ thật ngon và thật sâu nhé. Đừng quên ôm ba mẹ của mình nếu như các con còn ngủ. Và hãy thực hiện một thói quen biết ơn cha mẹ trước khi đi ngủ nhé. Bởi vì một ngày hôm nay các con đã trải qua dưới sự yêu thương, đồng hành. Ba mẹ đã nấu cho các con rất nhiều món ăn, đã nấu cho các con rất nhiều những đồ ăn ngon và đã trang bị cho các con rất nhiều quần áo đẹp, đúng không nào? Hãy thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn của cha mẹ dành cho cha mẹ một cách rất đặc biệt. Cô hãy chúc cho các con có một đêm ngon giấc nhé và hẹn lại các con vào chương trình tiếp theo. Xin chào và tạm biệt các con nha. Bye bye.